Bẫy tín dụng mà đa số các bạn trẻ Việt Nam đều mắc phải đó là khi bạn mua một cái mặt hàng tiêu dùng hoặc một cái điện thoại, máy tính, laptop, xe máy, một số các cái trang thiết bị thiết yếu khi bạn bắt đầu bước vào đời. Tức là những cái công ty tài chính hoặc các cái ngân hàng cho vay tín chấp không cần phải thế chấp là họ sẽ cho vay một cái mức lãi suất rất là cao, thường là 20, 24 đến 30 thậm chí 36% một năm. Và các bạn trẻ thường là sẽ bị bẫy, thứ nhất là họ quá cần thiết với những công cụ phương tiện khi bắt đầu mới ra trường, ví dụ như là máy tính, điện thoại và laptop hay là xe máy, thì họ sẽ không có khả năng để mua được những cái tài sản, và đặc biệt những cái tài sản nó có giá trị lớn, và họ sẽ chấp nhận vay ở các công ty tài chính không cần thế chấp. Và với cái mức vay đó thì thường là họ bị đẩy lãi suất rất là cao, có thể là họ ưu đãi trong 2 năm đầu hoặc 1 năm đầu với một cái mức lãi suất 0% hoặc là thấp hơn hoặc bằng ngân hàng hoặc cao hơn ngân hàng một chút thôi. Nhưng đến khi thả lỏi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mức lãi suất của mình nó kinh khủng khiếp như nào, và đi làm trong thời gian đầu cũng rất là khó khăn. Thường là những người vay như thế ở cái tình trạng lương thấp hoặc thu nhập bấp bênh nên không có khả năng trả nợ cái số lãi cộng với gốc, và với cái việc khó khăn không có khả năng trả nợ và họ cũng chây ý và thấy cái mức lãi suất quá cao và quá vô lý, đâm ra là họ cũng không trả nợ. Có hai lý do như vậy, lên là các bạn này thường dính vào nợ xấu trên hệ thống CMC, và đến khi mà bạn ấy muốn làm ăn lớn hay là có một cái tài sản bất động sản hay một cái tài sản lớn nào thế chấp thì 100% ngân hàng sẽ từ chối khoản vay cho bạn vì bạn đã dính nợ xấu. Như vậy là gì? Từ một việc là rất là nhỏ, từ một việc rất là bình thường, nhưng nó trở thành một cái bẫy là để cho các bạn dính đòn và không thể là vay các khoản lớn để làm ăn lớn sau này được. Để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên follow Dr. Len Bắc Đại Bàng để nhận thêm nhiều thông tin, kiến thức giá trị.